Và vâng, thì xin kính chào bác đã trở lại với Nghĩa Thơm Audio. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng micro nhỏ gọn cho các bác nào dễ dàng vận chuyển mang đi các sự kiện, hay là đây là cũng là một cái sản phẩm các bác có thể nâng cấp cho những chiếc loa kéo hay nâng cấp cho sàn âm thanh nhà mình, thay vì dùng những chiếc micro có dây các bác nhá. Và cái sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác là một cái dòng micro không dây di động nhỏ gọn các bạn. Và đây là cái hộp của sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác, với kích thước rất là nhỏ, với bề ngang rơi vào khoảng 30cm thôi. Với một cái thiết kế nhỏ gọn, các bác có thể dễ dàng vận chuyển và mang đi lắp đặt những cái sự kiện hay là những cái không gian ngoài trời rất là tiện dụng các bác nhá. Một cái dòng micro không dây nhưng cho ra chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời. Với cái thiết kế tối giản và nhỏ gọn nhất thôi, nhưng mà khả năng phạm vi bắt sóng rất là xa các bác nhá. Và chất mic thì cũng rất là tuyệt vời các bạn. Và đây là cái sản phẩm dòng micro không dây đến từ thương hiệu Bitsound các bạn, một dòng mic micro không dây UHF chất âm rất hay, rất là tuyệt vời. Bây giờ em sẽ mở ra để cho bác cùng xem bên trong cái sản phẩm micro không dây của Soundbeat này nó có những cái gì các bác nhá. Bitsound có gì? Đầu tiên thì sẽ có một cái mút này để bọc bảo vệ cái đầu mic của các bác nhá. Đấy, rất là ưu ái luôn. Một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng, có kèm theo đó là cái cao su chống lăn. Một dòng micro không dây. Đây là cái đầu chuyển, có thể chuyển từ 3.5 sang cái jack, cái jack này là 1 mấy thì em cũng không nhớ lắm, để các bác hát karaoke hoặc là dùng trên những cái chiếc sao cạc các bác nhé, rất là tuyệt vời. Và đây là cái jack nguồn để các bác sạc pin cho cái đầu máy. Với một cái thiết kế rất là nhỏ gọn thôi các bạn, với một cái đầu máy đầu thu cực kỳ là nhỏ gọn, các bác có thể kết nối trực tiếp vào những cái chiếc vang hay là những cái chiếc loa kéo hay những mà nó cái mic, ví dụ các bác dùng trong cái mic loa kéo mà nó kém quá, những dòng loa kéo nó rẻ tiền quá thì cái chất mic nó rất là kém luôn các bạn, thì đây là cũng một là giải pháp các bác nâng cấp. Hoặc là các bác có đang dùng những cái chiếc mic có dây nhà mình gãy sậm xoẹt nó cứ kêu, thì đây là cũng một giải pháp rất là hợp lý luôn, với mức giá rất là tốt các bạn. Thiết kế nhỏ gọn, mức giá cực kỳ là tốt, nhưng chất âm thì không hề thua kém những dòng micro không dây chuyên nghiệp với những cái đầu thu rất là to lớn này các bác nhá. Đấy, đây là cái đầu thu của tai mic này, rất là nhỏ gọn thôi. Đây em đã kết nối với con vang nhà em đây các bạn, rất là nhỏ gọn nhưng mà chất âm không hề bị thay đổi, rất hay, rất tuyệt vời các bác nhá. Và bây giờ em sẽ cho bác xem cái phần tai mic. Cái phần tai mic này cũng là một điểm đáng khen nữa cho cái dòng micro mà mic rất đẹp các bạn. Một dòng micro thiết kế nhỏ gọn với cái mức giá rất là bình dân gia đình thôi, chất âm rất là hay nhưng mà thiết kế quá là đẹp các bạn. Đây là một lớp sơn vỏ này bằng nhôm này, sơn đen sần, đẹp không? Rất đẹp, rất là chuyên nghiệp các bạn. Để xem tháo được cái họng mic này ra không, cho bác xem cái họng mic nữa. À đây rồi, quay được rồi, cho bác xem cái họng mic này. Và vâng, đây là cái họng mic của em nó các bác nhá, em vừa tháo ra rồi. Thiết kế rất là nhỏ gọn, tối giản, mức giá gia đình thôi nhưng mà từng đường nét, từng thiết kế rất là ok luôn các bạn. Và đặc biệt là chất âm rất hay. Và lát nữa em sẽ karaoke cho bác cùng nghe thử, cảm nhận cái chất âm của cái dòng micro không dây mà thiết kế nó lại nhỏ gọn như thế này các bác nhá. Đây là toàn bộ những cái phụ kiện bên trong có này. Đây là những cái quả pin này để các bác tích hợp luôn cái đầu này các bác nhá. Rất hay, rất là tuyệt vời luôn. Nhà sản xuất tích hợp cho ta quá nhiều ưu đãi. Và bây giờ thì em sẽ karaoke một đoạn cho bác cùng nghe vùng cảm nhận cái chất âm của dòng micro không dây đến từ Bitsound. Một thiết kế nhỏ gọn nhưng di động, chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời này các bác nhá. Với mức giá rất là tốt, bác nào đang quan tâm đến mức giá tốt nhất của sản phẩm thì hãy liên hệ ngay tới Nghĩa Thơm Audio với số điện thoại là 0912 669 059 các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ cho bác cùng cảm nhận một đoạn karaoke để đánh giá rõ nét hơn về cái dòng micro nhỏ gọn di động như thế này các bác nhá, đến từ thương hiệu Bitsound. Ok, mời các bác cùng lắng nghe vùng cảm nhận. Dường như ta đã hết yêu nhau rồi.
rồi, tại sao giờ chúng ta lìa lối? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời em nói hãy không tin anh nữa. Trong tình yêu đôi lúc ta hay dần dần anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu. Thôi anh cho em đi về nơi anh chưa bắt đầu, nơi mà khi em chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã quên mất bầu trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Thì vừa rồi em đã karaoke một đoạn cho bác cùng cảm nhận vậy. Chất âm, chất mic rất là hay các bạn. Mic bắt nhạy cực kỳ luôn ý. Em không ngờ là với một cái mức giá tiền nó lại dễ chịu như vậy, nhưng nó lại cho ra chất âm quá là tuyệt vời các bạn. Và đây là một cái sự lựa chọn để cho những bác nào mà muốn nâng cấp lên cái dàn âm thanh nhà mình. Thay vì sử dụng những chiếc cái mic không dây sậm xoẹt chập xong lại băng bó nhìn rất là đáng thương, thì hãy nâng cấp cho gia đình nhà mình một cái dòng micro không dây như thế này. Tiện lợi, hát không bị dây mắc vướng víu với cái mức giá rất là phải chăng các bác nhá. Và có thể là cũng là một cái thiết bị các bác nâng cấp lên những cái chiếc loa kéo. Nhà mình vô tình bị mất tay mic hay là nó bị hỏng mất tay mic, thì đây là một cái sự lựa chọn, một cái nâng cấp rất là đáng các bác nhá. Và vâng, thì thời lượng clip của bên em đến đây cũng xin phép được kết thúc. Bác nào đang quan tâm đến sản phẩm này thì vui lòng liên hệ ngay tới bên em với số điện thoại 0912 669 059 các bác nhá. Bác nào đang theo dõi clip này thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Nghĩa Thơm Audio giới thiệu và mang đến gia đình nhà các bác những sản phẩm thanh tốt và chất lượng các bác nhá. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau.